Chào các bạn. Do nguyện vọng một số anh em là bây giờ hiện tại là cái bầu ươm V6 ấy, cái bầu ươm V6 nhựa của chúng ta nó rất là cồng kềnh và vận chuyển ship hàng lẻ, thì chúng tôi ở trên các cái tỉnh biên giới thì trên vùng Sapa thì ship hàng người ta rất là khó ship hàng, các đơn vị ship hàng người ta thấy cồng kềnh quá, người ta không nhận. Cho nên là 2 năm nay chúng tôi đã chuyển sang cái bầu ươm gọi là bầu ươm thông minh. Cái bầu ươm này là gọi là bầu vải địa. Đây các bạn đang xem các cái bầu vải địa, thì tí nữa chúng tôi sẽ quay cho tất cả các bạn những cái bầu vải địa và chúng tôi đã làm rồi. Đây, bầu vải địa này thì độ bền nó được 3 năm. Đây nhá, bây giờ bắt đầu chúng tôi làm thí điểm một cái bầu vải địa đầu tiên. Đây là một cái bầu vải địa đường kính nó độ khoảng 60. 60 này. Đây, đường kính nó độ khoảng 60. 60 và nó cao độ khoảng 50 cm. Đây là một cái bầu vải địa. Khi cái bầu vải địa này chúng ta gấp lên như thế này. Tầm cầm thấy chưa? Đây. Bầu vải địa đây, như cái bầu này thì chúng ta được độ khoảng chục cái. Đấy, nó gọn nhẹ như thế này. Bầu vải địa độ khoảng chục cái. Đây, nó gọn nhẹ như thế này. Và khi bây giờ ta sổ nó ra, rồi em cho đất đi. Cho ta sổ nó ra thì ta lấy, ta dựng nó lên. Xong rồi bắt đầu ta sổ đất vào. Ta sổ đất vào. Sổ đất vào độ khoảng 20-30 cm tùy. Đấy, sổ đất vào. Đấy. Ta sổ đất vào nhé. 20-30 cm thì đổ hết vào, lấy tay sổ nó ra, lấy tay sổ nó ra cho nó tròn bầu. Đây bạn này, bạn lấy tay bạn sổ ra cho nó tròn bầu, em cứ thắm cái bao khác đi. Đấy, cho nó tròn bầu, sổ hết ra cho nó tròn bầu đi. Đấy, khi đất nó vào độ khoảng 20 cm đế thì cái bầu này nó thành cái tròn, thành cái hình tròn này. Đấy, sau đó là chúng ta để cây vào thôi. Bây giờ để cây vào thôi. Ra lấy một cái cây đi. Bạn kia ra lấy một cái cây vào đi. Bạn lấy cái ngoài vào. Cái ngoài. Đấy, ta sổ đất nhá. Ta sổ đất vào được khoảng 20. 20 cm, ta làm cái đế. Ta làm cái đế bầu. Đấy. Sau đó ta dựng cây vào. Cứ đi. Đấy, trước khi dựng cây vào thì ta phải ướm cái bộ rễ của cây, bộ rễ của cây cho nó vừa. Bộ rễ to thì ta chơi bầu to, bộ rễ bé ta chơi bầu bé. Và ta xoay tán của cây. Xoay tán của cây nhá, xoay tán của cây đi. Xoay nữa đi. Một người xoay thôi, xoay tán thì một người xoay thôi thì mới xoay được. Nữa đi, xoay cho cái đầu nó ngảnh ở đây chứ. Nữa đi. Xoay thì phải nhìn bên dưới nữa để cho nó đỡ ấy cái bầu. Ôi trời ơi, kém thế nhỉ, không biết xoay tán rồi. Người này đứng ra đây để cho anh chỉnh chứ. Mày đứng ra đây. Mày cầm đây, cầm máy này. Bẩn cũng được. Đừng thò tay ra đằng trước. Thò tay ra ống kính rồi. Đấy, giữ đây. Thôi được rồi, để nghiêng nghiêng vậy, cứ lấp tạm đất đi, vào lấp tạm đất. Cho đất vào đi. Đấy, bây giờ chúng ta cho đất vào nha. Đấy, chúng ta cho đất vào. Đổ nhanh lên, đổ mạnh lên. Hết giờ quay phim rồi. Đấy, chúng ta cứ ấn đến đâu cái chỗ này nó nhũn thì chúng ta kéo nó đi để cho nó bị thành cái bầu mới. Đấy, thành cái bầu mới, nó có cả đế bầu nhé. Đây là toàn bộ bầu đây các bạn nhé. Bầu này thì cái bầu này là bầu 80, hay còn bầu này là bầu mét 2. Bầu này là bầu mét 2.
Đấy, các bạn cứ xem cái bầu này rất là chắc chắn. Khi nó nắng mưa vào thì nó nắng mưa vào thì nó được độ khoảng 35. Khi mưa nó vào nó ấn vào thì đất nó chắc vào thì được độ khoảng 35. Nhìn cái bầu này là bầu mét 2 này. Đấy, nhìn cái bầu đằng trước mặt các bạn, đây là bầu mét 2. Đấy. Đấy, các bạn liên hệ đặt hàng nhé. Website cayhangdoc.vn 0977 83 0058 0919 706 818.